Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Tota Bắc Ninh. Hôm nay ở thời điểm đầu tháng 7 thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về dòng xe Tota WeGo. Tota WeGo thì được phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Phiên bản đầu tiên là phiên bản số sàn, giá niêm yết là 360 triệu và thời điểm hiện tại thì em đang hỗ trợ cho anh chị là 15 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì với cái giá bên trên thì để đăng bán chiếc xe này thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 386 triệu thôi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản tự động là phiên bản trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 405 triệu và thời điểm hiện tại thì cũng giảm 15 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện là trị giá 15 triệu. Ngoài ra thì với cái giá bên trên ý, thì để lăn bánh chiếc xe này thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 435 triệu để lăn bánh. Còn nếu quan tâm đến vấn đề trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 120 đến 130 triệu thôi. Trước mắt chúng ta đây là một chiếc xe Tota WeGo phiên bản số tự động màu trắng. Giá niêm yết là 405, ra biển khoảng 435. Chiếc xe này thì mới về Việt Nam tháng trước, cũng được nâng cấp khá nhiều so với cả cái phiên bản tiền nhiệm. Đầu tiên thì em sẽ đi một vòng quanh nội thất để anh chị xem. Cái form dáng thì nó vẫn như vậy nhưng mà thiết kế đã thay đổi một chút để cái nội ngoại thất nó trông sẽ hiền hòa cũng như là có nhiều tính năng để hỗ trợ người lái hơn. Ở phần đầu xe thì xe được trang bị là cụm đèn full LED. Có đèn đề mi. Ngoài ra thì la răng thì sử dụng là la răng dạng đúc có kích thước là 14 inch. Cũng Tota WeGo thì cũng lắng nghe người dùng. Thứ nhất là cái tay nắm cửa, ngày xưa thì khách hàng chê là mở nó khó, nó không được trông, nó không được tiện lợi. Thì cả hiện tại thì WeGo đã thay đổi là dạng mở cửa có cả nút chạm thông minh, thì khi anh chị mà đeo chìa khóa trên người thì cần chạm vào đây thôi là chiếc xe sẽ mở cổng, mở cửa hoặc là khóa cửa. Còn ở phần đuôi xe thì cũng sử dụng là cụm đèn cũng tương tự như là ngày xưa, nhưng mà các đèn đường nét thì nó sẽ được hài hòa hơn. Còn phía bên phần nội thất thì vẫn sử dụng là thứ nhất là ghế nỉ, tuy nhiên là sẽ được thay đổi rất nhiều từ một vài cái tính năng như là cảnh báo điểm mù trên gương này. Một cái thay đổi lớn nữa là cái hộp số của xe đã được là trang bị là hộp số dạng DCVT, có nghĩa là hộp số dạng vô cấp kép, không như ngày xưa thì là hộp số có cấp thì nó sẽ hơi giật một chút, còn đời này thì đã được trang bị là hộp số DCVT, vừa tiết kiệm vừa êm ái cũng như vừa khỏe khoắn. Còn ở phía bên cụm điều khiển này thì anh chị thấy đây là cái cụm điều khiển có cụm mở gương điện này, có chỉnh gương điện, có lên xuống kính auto ở kính người lái, khóa cửa kính này. Và một cái nâng cấp đáng kể nữa, chỉ một nút đây thôi nhưng anh chị sẽ thấy là chiếc xe này được trang bị những tính năng như là kiểm soát lực phanh điện tử, phân phối điện phanh điện tử này, bổ sung lực phanh này, rồi kiểm soát lực kéo, các cái chức năng để hỗ trợ phanh cũng như là hỗ trợ lực máy đã được trang bị trên chiếc xe này, VSC. Thì bây giờ so với các dòng xe khác như là Kia Morning hay là Grand i10 thì chiếc xe này có cái tính năng an toàn về phanh là được nổi trội hơn, có đầy đủ ABS này, EBD. ABS là chống bỏ cứng phanh này, EBD là phân phối lực phanh điện tử, BA là bổ sung lực phanh này, rồi EBS là đèn báo phanh trên cao, rồi các cái tính năng như là VSC chống chân trượt, TRC kiểm soát lực kéo là đầy đủ. Ngoài ra thì thay đổi là có tựa đầu của tất cả hàng ghế. Hàng ghế thứ hai của xe thì cũng được trang bị tự động hàng ghế. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về lịch xe, giá xe cũng như các thông tin về xe Tota WeGo. Anh chị cần em hỗ trợ thêm về các vấn đề khác về xe, vui lòng vừa liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.